Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thảo Luân Home. Tiếp tục series về phong thủy nhà ở. Ngày hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn video về xem tuổi làm nhà cho những quý vị và các bạn nào sinh năm âm lịch là năm 1975. Thì đây cũng là tuổi mà rất nhiều khách hàng đã nhắn tin đến hotline của Thảo Luân Home để nhờ chúng tôi tra cứu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhập năm sinh năm lịch vào. Đây chúng ta sẽ nhập là năm 1975. Và năm muốn làm nhà thì chúng ta sẽ là năm 2021. Năm muốn làm nhà là năm 2021 và xem kết quả. Năm sinh năm lịch 1975, tuổi sẽ là tuổi Ất Mão, mệnh Thủy và năm khởi công sẽ là năm 2021. Thì phân tích 4 yếu tố vận hạn là Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai và Bát Trạch. Thì các bạn có thể thấy là tuổi Ất Mão 1975 thì Kim Lâu là không bị này, Hoang Ốc thì bị hạn Hoang Ốc này, không bị Tam Tai nè và được Trạch tốt này. Thì trong 4 yếu tố vận hạn này thì chỉ bị mỗi Hoang Ốc thôi. Tuy nhiên thì Hoang Ốc là một hạn là khá là nặng, cho nên là năm 2021 cũng không phải là một năm tốt để tuổi Ất Mão có thể làm nhà. Vì vậy nên muốn làm nhà thì chúng ta có thể mượn tuổi, và tuổi có thể mượn đó chính là các tuổi là Quý Mùi 1943, Giáp Ngọ 1954, Ất Mùi 1955, Kỷ Mùi 1979 và Tân Mùi là 1991. Trong trường hợp mà không muốn mượn tuổi á, thì quý vị các bạn có thể là làm vào các năm tốt, đó là những năm mà không phạm vào hai cái vận hạn lớn là Kim Lâu Hoang Ốc, đó là năm 2026, 2032, 33, 2035. Thì chúng ta phải đợi khá là lâu, cho nên là để tránh lỡ cỡ hoặc là để tránh cái phải chờ đợi lâu như vậy thì quý vị và các bạn sinh năm 1975 Ất Mão thì chúng ta nên là mượn tuổi làm nhà để có thể là chọn được ngày tốt, năm tốt để sớm khởi công ngôi nhà của mình. Thì nếu mà quý vị và các bạn mà có dự định vào làm vào năm 2022 thì các tuổi mà các bạn quý vị các bạn có thể mượn được đó chính là tuổi Kỷ Tỵ này 1929 này, Quý Tỵ 1953 này, Ất Mùi 1955 này, Ất Tỵ 1965 này hoặc là Kỷ Tỵ 1989 này. Thì đây là những cái tuổi mà quý vị bạn có thể mượn để mà làm vào năm 2022. Thì trên đây tôi vừa chia sẻ về những thông tin về phong thủy nhà ở, cụ thể là xem tuổi làm nhà cho tuổi Ất Mão 1975. Thì hy vọng những cái thông tin này sẽ giúp ích cho quý vị bạn trong quá trình lên kế hoạch để mà xây dựng ngôi nhà thân yêu của mình. Thì quý vị và các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn chúng tôi tra cứu cụ thể vào một năm nào thì hãy nhắn tin đến hotline 0834 547474, chúng tôi sẽ phản hồi lại. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Thảo Lương tự hào là đơn vị hàng đầu về thiết kế và thi công nhà ở trọn gói trên phạm vi toàn quốc, với mục đích mang đến những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Công ty xây dựng Thảo Lương đã áp dụng công nghệ số hóa 3D laser scanning được chuyển giao từ công ty Star Global để số hóa toàn bộ ngôi nhà trong việc khảo sát, thiết kế, thi công cho đến hoàn thiện. Đây là công ty xây dựng đầu tiên của Việt Nam áp dụng công nghệ này vào xây dựng nhà ở và đã tạo được nhiều giá trị lớn cho khách hàng.